Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu, đứng trong thành là thủ môn số 28 Lâm Hào, họ chơi với sơ đồ đó là 4-1-4-1. Những hậu vệ đó Lý Đức, Cao Kỳ, các hậu viên đó là Khả Đức, Thế Dũng, những tiền vệ Gia Huy, Quốc Cường, Phương Thịnh và những cầu thủ chạy cánh đó là Hoàng Minh, Ngọc Lâm, đá cao đó là Văn Bình. Huấn luyện viên trưởng của Bà Rịa Vũng Tàu đó là Nguyễn Minh Phương. Thủ trọng tài điều khiển trận đấu hôm nay, trọng tài chính đó là Nguyễn Anh Vũ, các trợ lý đó là Nguyễn Quốc Bình, Võ Đăng Khoa và trọng tài thứ tư đó là Nguyễn Văn Tạo. Đội hình ra quân bên phía Phú Đồng Ninh Bình, họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-3-3, đứng trong thành là thủ môn Minh Kha. Hai trung vệ đó là Gia Bảo, Văn Thủy. Những hậu vệ biên đó là Tiến Đinh, Chính Đăng, ba tiền vệ Văn Văn, Quốc Nhật và Trung Nguyên và ba cầu thủ trên đường công đó là Quang Hiển, Duy Anh và Trung Hiếu. Huấn luyện viên trưởng của Phú Đồng Ninh Bình đó là Nguyễn Văn Đàn. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Đồng Ninh Bình đã bắt đầu. Một pha triển khai tấn công nhanh của các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu về phía phần sân của Phú Đồng Ninh Bình. Đây cũng là một trận đấu được coi ngang ngửa. Đây là cơ hội, không được, dứt điểm, không vào. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của đội chủ nhà. Người có pha xoay sở dứt điểm rất nhanh đó là Quốc Cường. Di chuyển rất khéo léo, chiếm khoảng trống, sau đó nhận đường truyền của đồng đội. Đây là cơ hội, không được, tình huống xử lý quá chậm của Văn Bình. Vị trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Ông cho rằng các cầu thủ Phú Đồng Ninh Bình đã phạm lỗi đối với tiền đạo Văn Bình. Đó là một quyết định của trọng tài Anh Vũ. Và chúng ta cần xem lại pha quay chậm. Văn Bình, tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Một pha đá phạt 11m chính xác của tiền đạo bên phía đội chủ nhà. Bàn thắng thứ 8 của Văn Bình ghi được ở mùa giải năm nay. Đá phạt bằng ngũ trọng của Văn Bình và đánh lừa được thủ môn Minh Kha. 1-0 dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Gia Huy, Gia Huy. Dứt điểm ngay. Bóng đi thiếu chính xác. Mặc dù rất đông các cầu thủ Phú Đồng Ninh Bình phòng ngự khu vực sân nhà, nhưng họ vẫn để cho đội chủ nhà tung ra tình huống dứt điểm. Khả Đức tạt bóng và đi bóng có phần mạo hiểm của đội trưởng bên phía đội khách. Dứt điểm, không có bàn thắng thứ hai, thật sự đáng tiếc. Đó là pha bằng vào dứt điểm hút bóng của Hoàng Minh. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Người băng xuống rất nhanh và tung ra tình huống dứt điểm của Quốc Cường. Những pha phối hợp của đội chủ nhà nó sắc nét hơn rất nhiều so với Phú Đồng Ninh Bình. Thế Dũng dứt điểm, không vào. Tình huống dứt điểm cận chân của Văn Bình, nhưng thủ môn Minh Khả cũng đã bay người trổ tài để cứu thua. Phong độ trên sân nhà của các thủ Bà Rịa Vũng Tàu vào thời điểm hiện tại, ở 5 trận đấu gần nhất, họ có 3 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. Phong độ khá tốt. Đây là cơ hội, có bàn thắng thứ hai hay không? Dứt điểm, không được, dứt điểm, không. Như vậy đã có bàn thắng rồi. Tưởng chừng như pha dứt điểm của Văn Bình đã chạm vào người cầu thủ đó là thủ môn Minh Kha. Một cú đúp của Văn Bình. À,
2-0 dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Tình huống bắt bài, pressing tầm cao rất tốt. Và Văn Bình đã có một cú đúp và tình huống dứt điểm qua hai chân của Minh Kha. Trước đó là pha bắt bài của Quốc Cường. Văn Văn đánh đầu, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Người ghi bàn đó là Chính Đăng. Một pha bật cao đánh đầu chính xác của Chính Đăng, hậu vệ phải bên phía Phú Lộc Ninh Bình. Và đó cũng là bàn thắng thứ 3 của Chính Đăng ghi được ở mùa giải này. Ở những phút cuối của hiệp 1 thì chúng ta có thể thấy pha đá phạt rất tốt của Văn Văn và đã tạo điều kiện cho Chính Đăng bật cao đánh đầu. Hoàng Minh, đó là tình huống đá thẳng và thủ môn Minh Kha đã đẩy bóng ra. Phạm lỗi rồi, chắc chắn là như vậy. Và đá phạt khá tốt của Hoàng Minh. Bóng đi căng nhưng chưa đủ độ khó để hạ gục thủ môn Minh Kha. Gia Huy. Ngọc Lâm. Vẫn là Ngọc Lâm. Đá bóng vào rất dẻo. Đánh đầu không vào. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Thế Dũng. Chúng ta cùng xem lại tình huống tạt bóng rất dẻo của Ngọc Lâm vào cho Hoàng Minh. Tình huống đánh đầu cận thành của Hoàng Minh nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Minh Kha. Ngọc Lâm, tốc độ rất nhanh của Ngọc Lâm, tạt bóng vào, đây là dứt điểm, không vào. Bóng vẫn còn. Tuyến hai. Phải mất hai nhịp vì thủ môn Minh Kha mới tóm được trái bóng. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm, bóng đập đúng vào sà ngang của Văn Bình. Đây là Trung Nguyên. Trung Nguyên đánh đầu không vào. Và đánh đầu bóng đi đâu đúng vào vị trí của thủ môn Lâm Hào. Hoàng Minh 3-1. Đường chuyền không việt vị, đây là cơ hội không vào. Quá đáng tiếc, đó là pha dứt điểm của Văn Bình. Một tình huống phản công có nhiều khoảng trống để cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu nâng tỷ số lên 3-1. Trước đó thì Văn Bình đã có pha đệm lòng vào xa ngang sau pha tạt bóng của Ngọc Lâm. Và bây giờ anh đối mặt với thủ môn bên phía Phú Lộc Ninh Bình nhưng không thể chiến thắng. Quốc Nhật mất bóng rồi. Trọng tài cho phép lợi thế. Không hiểu đường chuyền quá khó hiểu của Trung Nguyên. Đây là cơ hội. Cơ hội tối mặt. Có bàn thắng thứ 3 hay không? Dứt điểm. Không vào. Quá đáng tiếc. Đó là Nhạc Minh. Không phải Nhạc Minh, đó là Minh Nhật. Có quá nhiều khoảng trống dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu ở trong tình huống vừa rồi. Nhật Minh, Gia Huy, Văn Bình, Văn Bình, Văn Bình, bóng đi cắt ngang cầu môn. Đúng là hiệp 2 cả hai câu lạc bộ đã thi đấu hay hơn nhiều, kịch tính hơn, dứt điểm nhiều hơn. Vẫn còn Ngọc Lâm. Dứt điểm không vào. Lại là Văn Bình. Phạm lỗi rồi, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11 mét. Tình huống phạm lỗi của Thanh Tùng.
Cùng vào sân ở trong hiệp 2 thì ngay lập tức Thanh Tùng đã phạm lỗi trong vòng 16m50. Văn Bình 3-1 dành cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu và một cú hat-trick dành cho Văn Bình. 10 bàn thắng ghi được ở mùa giải năm nay của cầu thủ số 17 bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Có nhiều khoảng trống, không có Việt Vy. Văn Bình vẫn không vào. Quá nhiều cơ hội dành cho Văn Bình ở trong hiệp 2. Pha đột phá và pha bẫy Việt Vy rất tốt. Đường chuyền Hoàng Minh không vào. Đây là lần, có lẽ là lần thứ 3 hay là thứ 4 gì đó Hoàng Minh đã đối mặt với thủ môn Minh Kha. Đây là cơ hội dứt điểm. Vào! Quá đẹp mắt, một cú poker dành cho Văn Bình. Và dứt điểm, bóng đập đúng vào cột dọc bất vào lưới. 4 bàn dành cho Văn Bình, 16 trận ghi được 11 bàn thắng. Quá mạnh. Có 10 thủ môn Minh Khả cũng không thể cản phá được pha dứt điểm của Văn Bình. Quả đá phạt góc. Đánh đá vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4. Người ghi bàn đó là Tiến Đình. Không có quá nhiều những phương án tổ chức tấn công và dứt điểm thành công, nhưng những tình huống đá phạt góc đã giúp cho các cầu thủ Phú Đồng Ninh Bình có 2 bàn thắng. Tạt bóng. Tuyến ai rất khéo léo dứt điểm. Không được, và dứt điểm quá nhẹ của cầu thủ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Đường chuyền đã bị bắt bài rồi. Như vậy là trọng tài Nguyễn Anh Vũ đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã giành chiến thắng 4-2 trước Phú Đồng Ninh Bình. 4 bàn thắng do công của tiền đạo Văn Bình. Và các cầu thủ Phú Đồng Ninh Bình đã có 2 bàn thắng để rút ngắn tỷ số, đó là của Tiến Đình và Chính Đăng. Và bây giờ xin chào tạm biệt quý vị khán giả đã theo dõi trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Đồng Ninh Bình, và hẹn gặp lại ở mùa giải gần nhất. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.